Em tiếp tục chuyên mục vét kho dọn hàng cho các bác nhé. Tiếp tục chuyên mục vét kho dọn hàng cho các bác đây. Hôm nay sân đạp có 1 này, 2, 3, 4, 4 mặt hàng này. Thôi 4 mặt hàng sẽ thông báo cho các bác. Trong đó sân đạp có 3 con máy lọc không khí. 3 con máy lọc không khí, 1 con máy vừa sấy quần áo vừa hút ẩm. Đấy. Vừa sấy quần áo vừa hút ẩm thì đây. Đối với con máy lọc không khí này, con này là size lớn, tình trạng hoạt động là bình thường này. Đấy. Con này size lớn. KC M800, con này size lớn lắm ạ. Nó lớn, nó to bằng con Daikin size lớn nhất bây giờ đây luôn. Con này giá 1.900.000. Bình thường những cái con bên đây, bác nhìn nhá, con này với con này nó khác nhau hẳn, nó tọt lọt kia kìa. Mọi ngày những con em bán 1.300.000, 1.500.000 cho bác đây, nó tọt lọt kìa. Chứ không đến lúc các bác bảo tại sao con này lại 1.900.000 mọi ngày thấy có 1.300.000. Nói luôn thế cho nó nhanh. Chứ không đến lúc không có, đúng thật là không có, không đây em cho bác nhìn thì không có so sánh thì các bác lại bảo con này là size lớn luôn ạ. 1.900.000 một con này. Có duy nhất một con thôi. Còn hai con này, con Daikin hôm trước em thông báo có một bác khách chốt gạch rồi nhưng em không nhớ địa chỉ bác nào đâu. Bác ấy gạch rồi thì bác gọi lại cho em, còn không em bán xả nhá. Con này Daikin này, hàng tịt rồi, không vào điện nhá. Tóm lại về tịt và không vào điện. Đây, dây em kéo thử không vào điện. Về các bác thử chạy nhá. Để cho các bác 400.000. Con này cũng tậm tịt nốt nhá. Để cho các bác về thử. Mà nói tóm lại là con này 400, con này 300, hai con này 600.000. Được chưa? Hai con này 600.000 cho bác về mà chỉnh mà sửa mà làm. Đấy. Một con sáp, một con Daikin. Còn báo cáo con này. Con này thì là con máy hút ẩm và sấy quần áo. Thì đối với con này thì nó có cái motor hay là cái trục cao su nó đưa đi đưa lại. Nhưng bây giờ em lại không thấy đây này. Nó có thể chỉnh quạt gió này để thổi quần áo được chưa? Đấy. Và nó có thể đảo đi đảo lại, nhưng đảo đi đảo lại bây giờ không biết là chế độ nào trên này. Tóm lại là nó đã bị kẹt cái gì đấy. Nó chập chờn, nó kẹt cái gì đấy. Trước em đang cho các bác là số 239 giá 3.500.000 cơ. Để cho các bác 1.500.000 nhá, 1.500.000. Đây tình trạng thì vẫn ok đây. Đấy. Được chưa? Tình trạng hoạt động này. Nó đang bị đấy. Tắt chế độ đấy. Chế độ êm này. Nói chung là cớn bừa. Đây là 90 độ. À đây nó quay đi gì? Nó đảo đấy. Đấy. Nói tóm lại nó chập chờn các bác ơi, lúc được lúc không. Nhá. Về các bác biết về điện tử nó kẹt cái gì nó chậm. Đấy lúc nó lại chạy rồi. Đây. Khổ thế đấy. Nó chạy như này thì các bác quạt bác để như này đúng không? Đấy thì nó thổi quần áo nó sẽ sấy khô. Đây quạt nó vẫn chạy bình thường. Đấy thì nó êm du rồi. Nhưng tóm lại là đã báo rồi, nó chập chờn không biết nó kẹt cái gì. Từ 3.500.000 em giảm còn 1.500.000 cho các bác nhé. Đấy, 1.500.000. Đấy nó lại chạy rồi. Khổ thế đấy các bác. Nên là tóm lại là nó chập chờn. Em không biết được bệnh gì. Đây, rút ra tịt này. Đây là cái khay đựng nước. Đấy. Khay đựng nước này chưa? Khay đựng nước khi rút ra thì đây nó lại liên quan đến. Đây là cái ống hút cái gì này các bác này. Đến. Nó hút cái ọc 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 vậy. Đấy. Không phải đâu. Do mình khi mình lôi ra thì nó bị thế thôi. Mình lôi cái thứ ra thì nó bị thế thôi. Khi mình không lôi ra thì nó không bị sao. Đấy, đây này. Nó zip đi. Nó như kiểu hút ẩm đây này. Đúng rồi, nó hút ẩm các bác này. Hút ẩm ở đây xong nó rơi, nó sẽ chảy xuống đây. Đấy, nó chảy đây, được chưa? Đấy. Tóm lại là đấy, giờ thì lại thấy nó chạy. Nhưng có lúc test thì nó cứ chập chờn chập chờn. Nói tóm đi tóm lại là em chịu. Không phải thợ sửa nha các bác nhé. Không phải thợ sửa. Nên tóm đi tóm lại là cứ báo như thế. Bởi vì là không may bây giờ nó, bây giờ cứ bảo là hàng chạy ngon hết rồi, bán cho bác về không may nó lại chập chờn, nó lại lỏng cái, nó tuột cái gì, thế nó lại bằng tiếng. Nên là kể cả bây giờ nó đang chạy rồi thì em vẫn báo tình trạng nó chập chờn, thỉnh thoảng nó bị chập chờn gì đấy. Nên các bác phải kiểm tra xem nó chập chờn đâu. Bây giờ thì nó lại chạy rồi thì không nói rồi. Đấy, được chưa? Đấy, lại chạy rồi, lại đảo. Thế nó củ chuối đây, cánh đây lại chạy thổi vù vù, lại chạy đảo. Đây tắt, đấy tắt chế độ đảo lại. Chế độ 70 50, đảo 50 độ, tắt hẳn, hết đảo các bác nhé. Đấy, chạy tất tự đảo, được chưa? Đấy, nó về zin hết, nó tự trả về zin luôn. Ví dụ bác để này 90 độ này,
tắt này, nó khác tự đảo về zin này. Đó, zin xong nó mới tắt. Được chưa? Quá thông minh luôn ạ. Bây giờ thì nó lại chạy rồi. Nhưng tóm lại là có những lúc nó thực trờn. Không biết là khi vít động vào đây này. Giờ chả biết nó động vào đâu. Em gõ em chịu. Thôi các bác nhé. Đấy đây em báo cho các bác tình trạng như thế. Về các bác kiểm tra xem. Còn nó chạy bình thường thì các bác cứ thế mà dùng thôi. Còn nó chập chờn thì các bác phải kiểm tra xem nó chập chờn ở đâu. Giờ nó lại chạy rồi. Không nói rồi. Này. Chờ một hết tắt. Đấy. Cái sấy đây nó hút. Cái này nó có cái tiếng hút nước hơi nước ấy. Cứ sọc 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 sọc. Đấy là hơi nước ấy. Đấy, bác nào lấy thì liên hệ với em Tuấn. Em cảm ơn. 1,5 triệu. Em tiếp tục chuyên mục vét kho dọn hàng cho các bác nhé. Tiếp tục chuyên mục vét kho dọn hàng cho các bác đây. Hôm nay xem là có 1 này, 2, 3, 4. 4 mặt hàng này. Thôi 4 mặt hàng sẽ thông báo cho các bác. Trong đó xem là có 3 con máy lọc không khí. 3 con máy lọc không khí, một con nó máy vừa sấy quần áo vừa hút ẩm. Đấy. Vừa sấy quần áo vừa hút ẩm thì đây. Đối với con máy lọc không khí này, con này là size lớn, tình trạng hoạt động là bình thường này. Đấy. Con này size lớn. KC M800, con này size lớn lắm ạ. Nó lớn, nó to bằng con Daikin size lớn nhất bây giờ đây luôn. Con này giá 1,9 triệu. Bình thường những cái con bên này, bác nhìn nhá, con này với con này nó khác nhau hẳn, nó tọt lọt kia kìa. Mọi ngày những con em bán 1,3 triệu, 1,5 triệu cho bác đây, nó tọt lọt kìa. Chứ không đến lúc các bác bảo tại sao con này lại 1,9 triệu mọi ngày thấy có 1,3 triệu. Nói luôn thế cho nó nhanh. Chứ không đến lúc không có, đúng thật là không có, không đây em cho bác nhìn thì không có so sánh thì các bác lại bảo là con này là size lớn luôn ạ. 1,9 triệu một con này. Có duy nhất một con thôi. Còn hai con này, con Daikin hôm trước em thông báo có một bác khách chốt gạch rồi nhưng em không nhớ địa chỉ bác nào đâu. Bác ấy gạch rồi thì bác gọi lại cho em, còn không em bán xả nhá. Con này Daikin này, hàng tịt rồi, không vào điện nhá. Tóm lại về tịt rồi, không vào điện. Này, dây em kéo thử không vào điện. Về các bác thử chạy nhá. Để cho các bác 400.000. Con này cũng tận tịt nốt nhá. Để cho các bác về thử. Mà nói tóm lại là con này 400, con này 300, hai con này 600.000. Được chưa? Hai con này 600.000 cho bác về mà chỉnh mà sửa nó lại. Đấy. Một con sáp, một con Daikin. Còn báo cáo con này. Con này thì là con máy hút ẩm và sấy quần áo. Thì đối với con này thì nó có cái motor hay là cái trục cao su nó đưa đi đưa lại. Nhưng bây giờ em lại không thấy đây này. Nó có thể chỉnh quạt gió này để thổi quần áo, được chưa? Đấy. Và nó có thể đảo đi đảo lại, nhưng đảo đi đảo lại bây giờ không biết là chế độ nào trên này. Tóm lại là nó đã bị kẹt cái gì đấy. Nó chập chờn, nó kẹt cái gì đấy. Trước em đang cho các bác là số 239 giá 3,5 triệu cơ. Để cho các bác 1,5 triệu nhé. 1,5 triệu. Đây tình trạng thì vẫn ok đây. Đấy. Được chưa? Tình trạng hoạt động này. Nó đang bị. Đấy. Tắt chế độ. Đấy. Chế độ êm này. Nói chung là cớn bừa. Đây là 90 độ. À đây nó quay đi gì? Nó đảo đấy. Đấy. Nói tóm lại nó chập chờn quá cơ, lúc được lúc không. Nhá. Về các bác biết về điện tử nó kẹt cái gì nó chập. Đấy lúc nó lại chạy rồi. Đây. Khổ thế đấy. Nó chạy như này thì các bác quạt bác để như này đúng không? Đấy thì nó thổi quần áo nó sẽ sấy khô. Đấy quạt nó vẫn chạy bình thường. Đấy thì nó êm ru rồi. Nhưng tóm lại là đã báo rồi, nó chập chờn không biết nó kẹt cái gì. Từ 3,5 triệu em giảm còn 1,5 triệu cho các bác nhé. Đấy, 1,5 triệu. Đấy, lại chạy rồi. Khổ thế đấy các bác. Nên là tóm lại là nó chập chờn. Em không biết được bệnh gì. Đây, rút ra tịt này. Đây là cái khay đựng nước. Đấy. Khay đựng nước này kia. Khay đựng nước khi rút ra thì đây nó lại liên quan đến. Đây là cái ống hút cái gì này các bác này. Đến, nó hút cái ọc 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 vậy. Đấy. Không phải đâu, do mình khi mình lôi ra thì nó bị thế thôi. Mình lôi cái thứ ra thì nó bị thế thôi. Chứ mình không lôi ra thì nó không bị sao. Đấy, đây này. Nó rít đi, như kiểu hút ẩm đây này. Đúng rồi, nó hút ẩm các bác này. Hút ẩm ở đây xong nó rơi, nó sẽ chảy xuống đây. Đấy, nó chảy đây, được chưa? Đấy. Tóm lại là, đấy, giờ thì lại thấy nó chạy. Nhưng có lúc test thì nó cứ chập chờn chập chờn. Nói tóm đi tóm lại là em chịu. Không phải thợ sửa nha các bác nhé. Không phải thợ sửa. Nên tóm đi tóm lại là cứ báo như thế.
Bởi vì là không may bây giờ nó, bây giờ cứ bảo là hàng chạy ngon hết rồi, bán về cho bác về không may nó lại chập chờn, nó lại lỏng cái, nó tuột cái gì, thế nó lại mang tiếng. Nên là kể cả bây giờ nó đang chạy rồi thì em vẫn báo tình trạng nó chập chờn, thỉnh thoảng nó bị chập chờn gì đấy, nên các bác phải kiểm tra xem nó chập chờn đâu. Bây giờ thì nó lại chạy rồi, thì không nói rồi. Đấy, được chưa? Đấy, lại chạy rồi, lại đảo. Thế nó củ chuối đây, cánh đây, lại chạy thổi vù, lại chạy đảo đây, tắt đấy, tắt chế độ đảo lại, chế độ 70, 50, đảo 50 độ, tắt hẳn, hết đảo các bác nhé. Đấy, chạy tất tự đảo, được chưa? Đấy, nó về zin hết, nó tự trả về zin luôn. Ví dụ bác để này 90 độ này, tắt này, nó khác tự đảo về zin này. Đấy, zin xong nó mới tắt, được chưa? Quá thông minh luôn ạ. Bây giờ thì nó lại chạy rồi, nhưng tóm lại là có những lúc nó chập chờn, không biết là khi vít động ở đây này, giờ chả biết nó động ở đâu. Em gõ em chịu thôi các bác nhé. Đấy, đây em báo cho các bác tình trạng như thế, về các bác kiểm tra xem. Còn nó chạy bình thường thì các bác cứ thế mà dùng thôi, còn nó chập chờn thì các bác phải kiểm tra xem nó chập chờn ở đâu. Giờ nó lại chạy rồi, không nói rồi này, chờ một hết tắt. Đấy, khi sấy đây nó hút cái này, nó có cái tiếng hút nước, hơi nước ấy, cứ sọc 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 sọc, đấy là hơi nước ấy. Đấy, bác nào lấy thì liên hệ với em Tuấn, em cảm ơn. 1,5 triệu.